Phía này có ai muốn nếm thử không? Cậu mua gì thế? Có của tôi không? Đừng mơ nữa, bàn chải đánh răng điện của tôi. Được thôi. Đợi đã. Làm gì? Cậu không có ý đồ gì đó chứ? Cậu nói chuyện kia à? Hà Tiểu Nhiên không có chỗ để ở. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ cho cô ấy ở nhờ. Nhưng mà tôi cần xác nhận với cậu trước. Cậu thật sự không có ý đồ gì khác đấy chứ? Nếu tôi có thì sao? Đừng để hứng thú nhất thời của cậu phá hỏng cả một tình bạn. Ai bảo đó là hứng thú nhất thời? Chỉ là trước đây tôi muốn trải nghiệm quá trình mưa dầm thấm lâu. Nhưng bây giờ bởi vì có một vài người và một vài chuyện bất ngờ ập đến nên thay đổi kế hoạch thôi. Gác xếp là nơi để cho cậu ấy yên tâm ở lại. Nếu như cậu dám quấy rối Hà Tiểu Nhiên ở trước mặt tôi thì xem tôi xử lý cậu thế nào. Cậu vẫn nên để tâm nhiều hơn đến anh bạn trai đào mỏ của cậu thì hơn. Biến đi. Được luôn. Món tôm hùm đất của nhà này đúng là ngon hết sức. Nếm thử đi. Tiêu Thượng Kỳ, tôi thích cậu. Thích 8 năm rồi. Tôi đã quên hết chuyện đã qua rồi. Sau này chúng ta không nợ nần gì nhau. Mỗi người tự đi con đường riêng của mình. Hôm nay không có chương trình à? Cậu ăn chưa? Cậu vẫn đang ở chỗ làm việc sao? Tôi muốn tìm cậu nói chuyện về kế hoạch hợp tác tiếp theo với chương trình. Thật không ngờ cậu lại có hứng thú với chương trình của chúng tôi. Đây là nơi phát thanh của chúng tôi. Thái độ làm việc của các cậu với nhà quảng cáo đều hời hợt như vậy à? Nhà tài trợ đáng kính, có cần tôi giới thiệu với quý ngài không? Được. Đây là phòng đạo diễn. Chương trình của bọn tôi phát sóng vào thứ 3, 4, 6, 7, vậy nên hôm nay không thu âm. Có thể cho tôi nghe đoạn sau khi bị hơi nước làm gián đoạn trong buổi kêu gọi tài trợ không? Được. Vốn dĩ mục đích cũng chỉ là nói cho nhà tài trợ nghe thôi mà. Mặc dù chương trình Mọi Người Giúp Mọi Người của chúng tôi từng là chương trình có tỷ suất người nghe thấp nhất, nhưng chúng tôi tồn tại là muốn truyền đạt lòng tin và sự kiên trì đến tất cả mọi người. Chúng tôi cũng dựa vào lòng tin này để đứng trên sân khấu trong buổi kêu gọi đầu tư. Chúng tôi giống như là một tia sáng trong màn đêm. Mặc dù là tia sáng yếu ớt, nhưng cũng sẽ chiếu sáng cho một nhóm người. Chỉ là không biết nhóm người này có phải khách hàng của cậu không? Sếp Tiêu. Sẽ là vậy thôi. Vì tôi từng là một người trong số đó. Họ đi hết rồi. Chúng ta ghép logo đi. Tiêu Thượng Kỳ, cho dù cậu không phải trả tiền thì cũng không thể ở trong khách sạn mãi như vậy chứ. Cậu nên về nhà đi. Sau này nơi đây chính là nhà của tôi. Tôi đã bảo là sai rồi mà. Không có lý do gì mà ngày nào cô cũng mời mọi người đến chơi. Có phải cậu lại cãi nhau với bố không? Ông ấy tháo cây bóng rổ ở nhà của tôi đi rồi. Sợ anh trai tôi nhìn thấy sẽ không vui. Lâu như vậy rồi mà chú ấy không đến đón cậu về ư? Ông ấy có Tiêu Hiển là đủ rồi. Nhưng mà nơi này trống trải, cậu có ngủ được không? Điều chỉnh âm lượng kênh thể thao xuống 5, ngoại trừ việc ánh sáng hơi nhức mắt thì những thứ khác đều ổn. Cái này à?
Cậu dùng cái này đi, buổi tối trước khi đi ngủ có thể nghe cái này rồi đi ngủ. Cái này ấu trĩ quá. Cũng đúng, cũng có những người giống như cậu, phải có chút âm thanh mới có thể ngủ được. Hôm nay đến đây thôi. Đi đây, tôi phải về rồi. Cậu về đâu? Nhanh như vậy đã tìm được nơi ở mới rồi sao? Vấn đề này tôi không cần phải giới thiệu với cậu chứ. Tiểu Nhiên, tôi cũng xuống tầng. Thật xin lỗi. Vì chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Không phải. Tất cả đều do tôi không quan tâm đến tâm trạng của cậu. Thật ra trong buổi lễ tốt nghiệp đó, tôi rời khỏi hội trường thật sự là vì có việc gấp. Tôi cũng không chú ý đến trên màn hình đang chiếu cái gì, tôi biết. Nhưng mà có khác biệt gì sao? Nếu như hôm đó cậu nhìn thấy nội dung trên màn hình, thì hai chúng ta cũng vẫn sẽ như bây giờ. Đến cả việc vô tình chạm vào tay nhau cũng muốn nhanh chóng sụt lại. Vừa rồi tôi... Thật ra cậu thật sự không cần phải áy náy hay cảm thấy có lỗi vì cậu không thích tôi, không cảm nhận được tình cảm của tôi. Là vì tôi muốn xấu nên cậu mới không nhận ra. Hơn nữa thích cậu cũng có rất nhiều chuyện vui. Tôi không thiệt đâu. Thật xin lỗi. Được rồi, tôi nói rồi. Chuyện cũ bỏ qua đi. Buổi tiệc kêu gọi đầu tư làm tốt lắm. Độ nổi tiếng cũng tăng lên rồi. Rất nhiều người trong ngành đều đến hỏi giá chúng ta. Đợi mấy hôm nữa, bố sẽ giới thiệu cho con. Nắm bắt thời điểm bán đi rồi về hộ phố. Bố cũng vội vàng quá rồi. Ý con là sao? Bây giờ Quý Phong bán được bao nhiêu chứ? Cho con thêm một chút thời gian nữa. Con không chỉ bù được lỗ hổng Triệu Minh Hiên để lại, mà còn có thể kiếm được tiền nữa. Cái cốc này xấu quá, đừng sử dụng nữa. Nhưng mà đây là mảng kinh doanh có lãi duy nhất của chúng ta. Phó Giám đốc Lâm, anh cảm thấy Quý Phong của chúng ta có thể được chọn vào lá thông đen không? Anh nói gì cơ? Bảng xếp hạng khách sạn đáng sống lá thông đen đi. Năm ngoái cả Ngô Tô cũng chỉ có một khách sạn duy nhất được lọt vào bảng xếp hạng, mà còn là khách sạn quốc tế 5 sao mới được xây dựng. Vậy thì cố gắng biến Quý Phong thành khách sạn thứ hai đi, cố lên. Khách sạn thứ hai? Anh ta điên rồi hay là tôi điên rồi? Mọi người ở đây, ai là bếp trưởng? Tôi. Mua bán nguyên liệu nấu ăn là do anh phụ trách ra. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Cháo để qua đêm, mì vón cục, bánh bao thì hành nhiều hơn thịt, khiến cho bữa sáng của Quý Phong nổi tiếng là khó ăn. Khách ăn bữa sáng chủ yếu là khách ở khách sạn, chúng ta đâu có thu thêm tiền. Ngày mai anh không cần tới nữa. Lâm Tông, thanh toán lương cho anh ta đi. Anh vừa mới đến có thể không biết. Đầu bếp này chúng ta mời về với mức lương cao. Vậy dùng mức lương cao mời người này tới, vì ông ấy làm ngon lắm. Cô có gọi cũng chưa chắc tôi đã nghe. Ông chủ nói rồi, có gọi cũng chưa chắc đã nghe. Để tôi xem ai muốn tới quản lý cái nhà hàng quen của khách sạn này.
muốn làm thủ tục thuê phòng sao? Nhà bếp ở đâu? Gọi giám đốc Tiêu của các người tới đây, dẫn chúng tôi đi. Hoan nghênh mọi người. Chắc là mọi người cũng biết rồi. Đồ ăn ở nhà hàng của Quý Phong nổi tiếng khó ăn. Vậy nên chúng tôi cần một thực đơn đổi mới toàn bộ món ăn. Vậy nên tôi đặc biệt mời đến đây các vị đầu bếp ưu tú của Ngô Tô. Anh gọi những đầu bếp bán hàng vỉa hè này là ưu tú sao? Người dẫn đầu này chính là người mở quán mì đấy. Quán mì sao? Tôi có thể dạy dỗ được cậu đấy. Không có quảng cáo, không có tổ chức vận hành, không có môi trường tốt. Tất cả chỉ dựa vào hương vị mà có thể mở ra được một con đường máu giữa vô vàn nhà hàng đang cạnh tranh khốc liệt. Đó chính là ưu tú. Tôi đang thiếu một bếp trưởng. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Mọi người nấu món ăn sở trường của mình. Người nào được bỏ phiếu nhiều nhất thì người đó chính là bếp trưởng. Thế nào? Được thôi. Bắt đầu đi. Ông Mạnh, không phải ông chỉ mở quán mì thôi sao? Sao lại biết làm nhiều món như vậy? Trước khi mở quán mì thì ông ấy từng làm đầu bếp ở 10 khách sạn 5 sao, từng mở 6 nhà hàng. Lợi hại như vậy, anh Lâm, anh nói có phải do tôi may mắn không? Tôi chỉ đi ăn một bát mì mà đào được một kho báu lớn như vậy, rất may mắn. Món cuối cùng, nếm thử đi. Hương vị không đúng. Món này tôi làm hơn chục năm rồi, từ trước đến nay chưa từng có ai nói không ngon cả. Ăn được mà. Vậy hương vị nên thế nào? Nào, đến ăn cơm thôi. Nào, ngồi đi. Cậu ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi nào. Đây là món ăn tôi thích nhất. Món sở trường của bố tôi đấy. Sườn xào chua ngọt, ngon nhất vũ trụ. Còn thật là không biết khiêm tốn gì hết. Bố có thể làm ngon hơn khách sạn nhà người ta sao? Nghe Nhiên nói công việc của bố cháu khá bận, nên cháu phải ở trong khách sạn. Nếu có thời gian thì thỉnh thoảng đến nhà chú ăn cơm nhé. Đúng đúng, tới nhà cô chú ăn cơm đi. Nào, để gọn bát đĩa vào nào. Ăn ở bên ngoài mặc dù ngon, nhưng không có dinh dưỡng bằng cơm nhà. Nào, thử món sườn xào chua ngọt chú làm đi. Ăn không ngon sao? Không phải ạ. Cháu chưa từng ăn hương vị cơm nhà làm, nên có chút cảm giác không quen. Ngon, rất ngon ạ. Ngon thì ăn nhiều vào một chút, đúng. Nào, nào thử món tôm cô làm đi. Con cũng ăn đi, dạo này con gầy lắm đấy. Ngon nhất vũ trụ. Ngon nhỉ vũ trụ. Còn nữa này. Sếp Tiêu nói với chúng tôi là sườn xào chua ngọt nhà cô làm là ngon nhất vũ trụ. Làm thì cũng biết làm, nhưng mà như vậy thì hơi muối xìu qua mắt thợ. Không sao, cô cứ làm như bình thường. Chúng tôi sẽ ghi lại định lượng gia vị cho cô và phụ giúp cô một tay. Nào nào, mau lên. Cảm ơn. Muối. Được rồi đấy, tắt bếp đi. Có ai muốn nếm thử không?
Phía này có ai muốn nếm thử không? Phát thanh viên Tiểu Hà, hương vị sườn xào chua ngọt nhà cô quả thật khác biệt, ngon lắm, không hổ danh là ngon nhất vũ trụ. Tôi vẫn luôn cho rằng món ăn của gia đình cậu có bí quyết gia truyền gì. Thật không ngờ cũng chỉ dùng những gia vị trong nhà bếp. Trong món ăn, thứ quyết định ngon hay không chính là không khí. Hương vị chiếm một nửa, câu chuyện chiếm một nửa. Thật ra cũng không phải quá ngon, nhưng khi ăn nó, cậu sẽ nhớ lại câu chuyện trước kia. Hà Tiếu Nhiên, hay là chúng ta hợp tác đi? Các thính giả thân mến, chúng ta hãy tiếp tục nói về món ngon khiến các bạn có ấn tượng sâu sắc nhất nhé. Chủ đề này chúng tôi cũng đã đăng lên WeChat chính thức của chương trình rồi. Tham gia tương tác ký ức về món ăn ngon khiến bạn có ấn tượng sâu sắc nhất sẽ có cơ hội trở thành món ăn đặc sắc hàng tháng của nhà hàng Quý Phong ở thành phố này. Bạn cũng có thể đến nhà hàng Quý Phong thưởng thức miễn phí bất cứ lúc nào. Có một thính giả họ Vương nói, dưới lầu nhà cô ấy, lúc còn bé có một quán mì, đến biển hiệu cũng không có, nhưng thật sự rất hút khách. Món ngon khiến chúng ta nhớ sâu sắc nhất luôn là những món chúng ta đã ăn từ bé. Mùi vị của nó ẩn giấu sự bầu bạn lặng lẽ, có thể kéo bạn quay về một đoạn ký ức nào đó từ nhiều năm trước chỉ trong chớp mắt. Đối với tôi mà nói, món ăn ấn tượng sâu sắc nhất chính là món sườn chua ngọt do bố làm. Mỗi lần ăn món đó, tôi đều có cảm giác như được chữa lành vậy.